Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Bây giờ á, anh muốn tìm việc làm thì anh phải nghĩ ra được cái nào mà sở trường của mình á. Sở trường của tôi hả? Ừ. À, để tôi nghĩ coi. Only you. Đẹp. Anh tự tin quá vậy anh hai. À, em khoan khoan. Em xách cái gì nặng vậy? Để anh xách giùm cho. Nặng lắm mà anh. À, không sao đâu, anh xách được mà. Trâu anh còn giật chết mà huống chi mấy cái thứ này. Dạ. Nhà em ở đâu? Để anh khiêng, anh đem về nhà em cho nha. Dạ chú, nhà con ở trong kia. Chú gì? Anh mới có hầm mấy chú? Anh là cháu của bác Tứ, ở dưới quê mới lên, ở Sóc Trăng. À, anh là cháu của bác Tứ hả? Ừ. Hèn gì à, em nhìn anh có sai xem giống bác Tứ ha. Đúng rồi, bác của anh mà. Em giống bác. Ủa, vậy là em cũng ở trọ nhà của bác Tứ luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở trọ nhà bác Tứ. Ê, vậy mình là người một nhà rồi. Dạ đúng rồi ạ. Thôi để anh đem đồ vô cho em nha. Em lên anh cổng lên phòng luôn cho. Dạ thôi được rồi anh, em cảm ơn anh. Trời anh, chứ không phải đi qua quán cà phê anh mộng thường hay sao tự nhiên giờ đòi lên phòng ta? Thì để đi sau đi. Anh có thấy phụ nữ người ta thiên nặng không? Đàn ông gì không có ga lăng gì hết trơn á. Trời ơi. Em, từ nay mình là người một nhà rồi. Mai mốt có chuyện gì á, cứ nhờ anh giúp cho, đừng ngại nha. Dạ. Trời ơi, anh Sơn Tường dễ thương quá. Đi, lên anh cổng vô nè. Dạ, thôi được rồi anh em đi ha. Đi. Quá dài đồ này nói chứ. Cha lùng này thấy là không được rồi đó nha. Vô đây anh. Mày kêu tôi qua đây chi vậy? Trời ơi, cái này có lợi cho anh lắm. Gì đây? Anh muốn hát karaoke để tặng 10 ly cà phê. Được không á? Được. Hát mà 100 điểm là mới được tặng cà phê nha. Còn dưới 100 điểm là một ly cà phê 50 ngàn. Trời, luật này đâu ra vậy? Chị mới ra luật hồi sáng này chưa kịp viết lên. Trời ơi. Chị... em chơi luôn nha. Chơi không? Chơi. Chơi. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn. Dạ được. Dạ đúng không? Dạ. Dạ hát bài gì nói chị bấm. Dạ bài gì em hát cũng được hết á. Trời ghê vậy. Dạ. Mình chơi phải bài gì mới được. Anh hát được cải lương không? Cải lương hả? Ừ. Chà cải lương căng là. À Linh Chi. Ủa anh Thiên Tài. Hả? Anh kêu em đến đây để làm gì vậy? Anh Sơn Tường muốn hát tặng cho em một bài. Ôi, tôi nói vậy nào? Trời ơi, em đang giúp anh cu Linh Chi mà. Trời ơi, anh đúng là bạn tốt. Đau không? À, xin lỗi. Tại ở dưới, tôi mạnh tay quen rồi. Từ ở dưới quê là tôi chuyên bẻ sừng mấy con trâu điên á. Không sao. Rồi, hát nha. Em muốn anh hát cái gì nè? Em thích cải lương đi. Cải lương anh. Chị mở bài cải lương. Cải lương đúng không? Rồi chuẩn bị nha. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà chức nữ hội ngò ngựu lan sâu một năm dài xa dân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc
hận gì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Anh biết em thích cái sở trường cải lương này vậy? Trời hay quá. Sơn Tử ơi, gái mộ em quá à. Sơn Tử, em phải đi thi. Đúng rồi. Anh Sơn Tử, ngày mai sẽ là một ngày rất quan trọng đối với anh. Phút giây tỏa sáng gần sát bên anh rồi. Chỉ cần anh hát thật tốt, chắc chắn quán quân sẽ là của anh. Và tôi sẽ làm một chuyện không ai dám làm. Chuyện gì vậy? Tôi sẽ làm quản lý của anh. Quản lý là cái gì? Nói chung là tôi sai sao anh làm vậy? Sao giống chúa tôi vậy? Nó là ná vậy đó mà nó không phải. Nhớ sai vừa vừa thôi nha. Biết rồi. Vậy bây giờ trước tiên anh phải luyện trống. Rửa mặt hả? Không, khò giọng á. Khò giọng? Khò giọng. Ngửa cổ lên dày, khò, 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 rồi phun, phun ra cái nước đi cha. Phun, tao không nói sớm nó nuốt rồi mặn chát à? Nước muối ta khò giọng mà. Ai biết đâu? Thôi bỏ đi, bây giờ luyện giọng mì 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 ma mà hai ba. Mì ma. Chưa thôi. Đây. Đây. Mình nội. Làm đang đang luyện giọng làm mất hứng à? Luyện giọng cái gì, người ta đâu có giọng hát trời phú, luyện giọng gì? Uống cái này để cân khẩu không luyện giọng. Cái này gì á chị Sa? Tắt chân đường phèn. Tắt chân đường phèn. Cô uống cái này á? À? Uống đi, ngày mai em lên thi á, cái giọng của em nó mở nó sáng ra, bảo đảm là hát tốt, không ai mà sánh bằng. Uống cho chị đi. Khoan, làm gì vậy? Gì? Chị nấu cái gì cho ca sĩ tôi uống vậy? Mày điếc hả? Mày không nghe tao nói gì nổi luôn á? Tắt chân đường phèn. Chị cho ca sĩ tôi uống, chị hỏi ý kiến tôi chưa? Mày lại gì phải hỏi ý kiến mày? Xin trân trọng giới thiệu với chị, tôi quản lý của Sơn Tường. Trời ơi, biết gì mà quản lý? Sao không biết? Quản lý ấy, bây giờ là lo luôn chuyện ăn uống, tất cả những vấn đề của ca sĩ là quản lý lo hết. Để tôi thử, biết đâu trình uống hả này cái gì tắc gì? Tắc chân đường phèn. Uống vô cái nào bị tắc thở không? Tào lao quá, tự nhiên uống tắc chân đường phèn mắc gì tắc thở? Uống đi cưng, đây là tấm lòng của chị. Dạ. Anh không được uống. Ủa? Em có chuẩn bị sẵn cho anh nguyên một tô yến trong kia rồi. Trời đất ơi, yến mà mày làm như là bún tàu mà chân lận tô. Trong cái tô có cái chén nhỏ. Mày rảnh ghê vậy đó. Không được uống, nói chung không được uống. Uống cho chị. Uống đi, tôi uống rồi. Uống đi. Không uống, để em uống. Mai chị làm cho một cái món hơn cái món yến của nó. Yến nó ăn nhiều quá là nó bổ quá, không có tốt, chảy máu cam ha. Chị làm một cái món là bảo đảm em bước lên em thi một cái rồi em tỏa sáng liền. Một món gì chị? Gà ác tìm thuốc bắc. Em bước lên á, em cất giọng ca, cái là giọng ca của em giống như là con gà gái buổi sáng vậy đó. Giọng ca như gà gái vậy hả? Đúng rồi. Vậy là anh chỉ hát được lúc 5 giờ sáng thôi. Mày tào lao quá. Trời ơi, nó nhắc thèm gà quá. Ngày mai nha, mai ăn gà nghe. Dạ. Nhớ nghe không? Thi rồi nổi tiếng rồi đừng quên Tiên Sang nha. Chị yên tâm đi, em mà nổi tiếng rồi á, không bao giờ em quên ơn của chị đâu. Ấy, tôi là quản lý mà sao không quên bả là sao? Nói chung là không quên ơn của hai người. Anh đừng đi. Đi lâu qua nhà tôi làm gì? Đi đẻ ông xuống đi. Trời đất ơi, mấy người không có công nhận công sức của tôi gì hết. Anh thường biết không, em thức dậy từ 5 giờ sáng em hầm nguyên một nồi cháo sung cho anh luôn á. Cái gì? Cháo gì? Cháo sung. Cháo sung là cháo gì? Cháo với trái sung, ăn mục đích là mai hát cho nó sung. Tự nhiên em có một cái cảm giác á, giống như ngày mai á, anh sẽ là một người tỏa sáng. Khi cất tiếng hát lên là bao nhiêu fan hâm mộ sẽ vỡ hòa. Chắc chắn anh sẽ cầm cúp trong tay và lúc đó chắc chắn anh sẽ không quên Hùng Dũng em, đúng không? Làm sao mà quên Hùng Dũng được? Ê, nhớ đừng quên Minh Hoàng luôn nha. Tiên xa. Nhớ nha. Trời ơi, mấy người làm em xúc động quá. Sơn Tường này sẽ khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của các người. Một ngày nào đó Sơn Tường sẽ trở thành ngôi sao, sẽ không bao giờ quên ơn của các người đâu. Đó, đây chính là tốt chứ không một ngôi sao.
để tôi chống mắt lên coi mày làm được gì. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Sao cảm giác của anh thế nào khi ăn chén yến của em? Ngon quá. Quá ngon đúng không? Anh ăn cái tô cháo rung của em, anh thấy sung chưa? Anh ăn hết luôn rồi nè. Gã có chuyện sao? Gã hả? Em húp hết trơn nước luôn. Đã vậy chứ. Anh thông báo cho anh, từ bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng được ủng hộ hết mình cho anh đó. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Anh yên tâm đi, anh tỏa sáng chứ trong vòng bữa nay là anh sẽ là anh quán quân một ngôi sao. Ê, còn bước cái bước tập dượt. Tập dượt sao? Đội hình, đội hình biểu diễn rồi. Vô đội hình, vô đội hình, vô đội hình. Tất cả mọi người chuẩn bị á. Và bây giờ phần dự thi của thí sinh Tô Sơn Tường chưa được phép bắt đầu. Được rồi, mình ồn ào quá, mình làm cái gì phải vừa liều lượng phải không? La quá làm sao ca sĩ mà sao thí sinh hát được phải không? Bây giờ là mình vô cái vấn đề mà câu khẩu hiệu này, nhớ chưa? Chuẩn bị. Tốt rồi, ra con xe sao tới đâu rồi? Để lên. Giây phút tỏa sáng anh gần tới rồi, anh đi tắm đi. Anh từ từ uống nước. Vậy? Mày đứng im không? Vậy? Mày đưa cái gì cho ca sĩ uống? Nước lọc hả? Gì vậy? Không sao đâu. Thiên tài tốt mà. Thiên tài có người bạn tốt của anh. Cảm ơn anh sẽ ghi nhận tấm lòng của tài. Cố lên này, uống nhiều vô. Thôi uống vừa vừa thôi. Uống gì uống dữ vậy? No bụng sao lên hát? Sẽ tới rồi. Tất cả mọi người lên luôn. Tất cả chú ý. Và bây giờ chúng ta hãy hô câu khẩu hiệu đó. Từ đây ra tới xe. Rồi. 2, 3. Sơn Tường không một ngã. Sơn Tường bách chiến bách thắng. Sơn Tường không một ngã. Sơn Tường bách chiến bách thắng. Sơn Tường không một ngã. Sơn Tường bách chiến bách thắng. Sơn Tường không một ngã. Sơn Tường bách chiến bách thắng. Không một ngã. Ủa cái gì vậy? Sơn Tường bị sao vậy? Bị gì vậy? Đau bụng quá. Giờ biết nào không đau. Ngay giờ phút này đau bụng làm sao? Lên sân khấu rồi. Bây giờ ráng nhảy đi. Tại mấy người chứ ai? Không đi bây giờ ráng ra đi tới chỗ thi đi rồi muốn làm cái gì làm. Chứ không thôi là không kịp đâu. Chịu hết nổi rồi. Mấy người cho tôi ăn uống đủ thứ hết bây giờ. Ráng đi hát xong đi anh. Không, tôi không có thi không có hát gì đâu. Chịu hết nổi rồi. Chị ơi suốt đêm thao thức vì chi? Vì lời giả từ lúc anh ra về. Chị ơi, hy vọng rằng món quà này sẽ đến tận tay em. Hãy đón nhận món quà của anh nha chị. Chị ơi, hình như em không phải là người của trái đất này. Em là một người từ trên trời rơi xuống. Không, em không phải là con người, mà em là một nàng tiên. Một nàng tiên ăn trộm đào, ăn hết trái đào, nuốt luôn cái hột, cho nên bị đài xuống trần gian. Em bị đài xuống trần gian làm chi? Rồi em ngự trị trong trái tim anh. Chi ơi, em hãy đón nhận, hãy đón nhận tâm lòng của kẻ si tình này. Linh Chi ơi! Dạ em nè. Ủa sao em linh thiêng vậy? Em đi đâu vậy? Đứng đó. Đừng. Để anh. Để anh. Trời ơi, em biết không, cái dốc này cao lắm, con gái chân yếu tay mềm, không thể nào dắt xuống cái dốc này được đâu. Để anh. Dạ, được không anh? Đâu anh còn giật chết mà huống hồ chứ cái dốc này. Được không vậy anh? Em đẩy phụ em lên.
Rồi. Rất là nhẹ nhàng bình thường. Rồi dạ. Mời em. Em cảm ơn anh nha. Sao để không được ta? Anh nhìn cái gì vậy? Em quên đội nón kìa. Dạ. Nón lên đi. Dạ. Trời ơi, anh Sơn Tường chu đáo quá. Mình đi xe phải đội nón đàng hoàng. Rồi. Chúc em lên đường thượng lộ bình an, mua mai bán đắt, mà đáo thành công. Ủa, em đâu có buôn bán cái gì đâu. Anh quên, tại ở dưới quê á, sáng anh đi ra chợ anh hay chút mới mà bán cá vậy đó, mua vài bán đắt. Trời ơi, anh Sơn Tường chu đáo quá, mình vừa vui tính nữa chứ. Thôi em đi làm nha. Bye bye anh. Ủa, sao xe không nổi gì ta? Chết rồi. Hả? Xe bị gì vậy em? Xe nó không có nổ máy, thôi để em đạp thử. Ê, đừng. Xích ra, để anh. Con gái chân yếu tay mềm. Phải. Cái đạp này là phải để anh. Dạ. Để anh lo cho. Được không anh? Ủa anh tìm gì vậy? Cái chỗ đạp đâu? Sao anh kêu biết sửa? Tại xe thì anh biết, nhưng mà anh không biết cái chỗ đạp. À, nè cái chỗ đạp này. Đây đây hả? Dạ. Để anh nha. Rồi, cố lên. Được không anh Sơn Tường? Thôi để em đem ra tiệm sửa cho nhanh đi anh. Không sao đâu. Trời ơi, cái chuyện xe không nổ máy là cái chuyện bình thường thôi, đâu có gì phải đem ra tiệm đâu. Chờ chút xíu đi, 1 phút 30 giây. Được không vậy anh? Yên tâm, 1 phút 30 giây là xong ngay. Trời ơi, anh, cái xe của em nó không có nổ được thôi mà. Anh làm gì mà anh gỡ cái bánh em ra vậy? Anh chữa mẹo, yên tâm, 1 phút 30 giây xong ngay. Thôi, anh ráp vô cho em đi. Kêu ráp 1 phút 30 giây, mà bây giờ là 1 tiếng 30 phút rồi đó. Thôi để em từ đi. Khoan, nãy tháo ra anh hăng lắm mà bây giờ ráp vô anh đâu biết con nào nằm đâu đâu ráp. Hả? Anh nói thiệt á hả? Vậy thôi để đó đi, để tôi đi tự đi làm. Em đi làm bằng cái gì? Tôi đi bằng cái gì kệ tôi. Đi. Khoan thôi, chờ anh chút đi. Để anh chuộc lỗi với em. Anh có món quà này tặng cho em nè. Quà nữa hả? Em có biết không, anh suy nghĩ bao nhiêu đêm và anh mất bao nhiêu thời gian để anh tìm được cái món quà này tặng cho em không? Nhận đi mà. Nha. Nhận cho anh vui mà. Vậy em nhận nha. Ừ. Cảm ơn anh. Thôi em đi đó. Khoan, mở ra xem luôn đi. Mở liền luôn hả? Em cứ mở ra đi, coi món quà em có thích không. Ghê quá vậy. Anh đủ rồi nha. Anh lấy tôi ra để giỡn mấy trò này hả? Thôi tôi đi làm đi. Đâu có. Anh đâu có phải đâu. Trời ơi, tại sao vậy trời? Tại sao quà của tôi lại trở thành như vậy? Ai? Ai đã hại tôi? Có cái mặt kìa. Mình là đàn ông con trai mà đúng không? Thất tình đâu có gì đâu. Buồn bã dữ vậy. Anh làm mất mặt em với mộng thường quá. Anh nói em nghe, phụ nữ đáng sợ lắm. Em né được nhỏ Linh Chi là may mắn cho đời em rồi. Có gì đâu phải buồn. Đúng rồi anh ơi. Cứ độc thân vui tính đi. Mới là đỉnh cao của hạnh phúc, anh hiểu không? Không ngờ trái tim mong manh dễ vỡ của em bị hai người con gái an tâm dẫm nát. Trời ơi mệt em quá. Ủa mà sao có một mình Linh Chi đâu ra hai người con gái? Ở đâu xuất hiện nữa vậy? Một người vợ hứa hôn của em ở dưới quê nữa. Có luôn hả? Mày á. Cũng chính vì ba em ép em cưới vợ cho nên em mới trốn lên đây nè. Vợ của em ở dưới quê đó, tên Mỹ Nhân á. Ồ, Mỹ Nhân đi. Dạ. Sao thân hình nhìn giống mỹ voi quá vậy?
Vậy đó ba ba em nở lúc đầu ép em. Thôi khóc mà thương thương thương. Thôi nín đi chú thương. Ê, lòng lòng nín 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 em thương em thương. Đi đâu mà dẹp đi Sơn Tường. Anh mệt em rồi đó nha. Tự em chú khổ cho em rồi bây giờ em mày đặt khóc lóc. Bài đặt mơ mộng quá đáng. Mình nhìn lại mình đi. Mình nhìn lại nhan sắc của mình đi. Vừa lâu là 16. Nghĩ sao mà đòi yêu con Linh Chi. Đúng rồi anh ơi. Em mà yêu con Linh Chi á, bà con người ta nói giống như là cái gì nè, thòi lòi ôm mặt dừa. Giống như là khỉ mà ôm mặt chuối. Anh ơi, đã anh Sơn Tường đang vậy rồi mà anh cứ nói giống như là kiểu như là đĩa mà để trên hạt hả? Ai ngờ canh người ta buồn, người nói xấu người ta đủ thứ. Em nói cho anh hiểu thôi, anh biết làm sao không? Anh bây giờ muốn có phụ nữ theo đuổi á, thứ nhất là anh phải có nhan sắc, thứ hai là anh phải có tiền bạc, còn hoặc không á là anh phải có như là tài năng. Mà bây giờ á, tiền bạc không có nè, nhan sắc cũng không nè, bây giờ thi tài năng đi. Tài năng em kiếm game show rồi đó. Em cho anh thi cũng đang làm quán quân luôn. Đúng chờ rồi. Quán quân luôn. Em mà phải có tài năng giống như anh hồi xưa nè. Hồi xưa anh lấy được chị Thiên Sa đó, nhờ anh đoạt giải quán quân chứ bộ. Chương trình gì vậy anh? Quán quân là anh là thí sinh lớn tuổi nhất trong cuộc thi tiếng hát măng non. Dạ em xin trân trọng kính chào ba anh. Kìa hỏi ba anh kìa. Ông là ai vậy? Vô ghê vậy? Ông là ai? Em là người giao thư. Trời ơi, người giao thư làm hết hồn cái gì á. Giao thư ba ổng chờ ổng ra quán cà phê. Dạ không, cho em hỏi là ở đây có bác Tô Tự Tứ ở nhà không ạ? À đúng rồi, đây nhà ông Tô Tự Tứ nè. Mà ổng về quê ăn thôi nói rồi. Đúng rồi. À quên quên. Dạ, dạ. Có cháu ruột ổng nè. Cháu ổng nè. Vậy cháu em gửi thư cho bác Tô Tự Tứ. Cảm ơn. Ê mở ra coi gì chẳng vậy? Câu Tô Sơn. Câu Sơn chúc trăng. Ba em gửi lên nữa đó. Ba anh gửi thư lên hả? Cái kêu em về lấy vợ nữa chứ gì. Không có đâu, mở ra coi đi. Biết đâu ba em đang hấp hối thì sao. Trời. Mở ra đi Tự. Nói gì ba nó nói. Phải ý anh nói lỡ có chuyện gì mình phải giải quyết gấp. Mở lẹ ra đi, lỡ có chuyện gì anh em xuống còn phụng tay nữa chứ. Lỡ không, nó bậy bạ không à. Phụ gì? Thì đó, dựng liều rạp đồ này nọ đồ á. Nó bậy không à, ba em khỏe mà ba em có gì đâu. Thì tôi mở cho. Ủa, ông nội. Ông xong việc chưa? Dạ, xong rồi. Xong rồi đi đi đứng làm chi nữa. Ông chưa chào, ông chưa đi ạ. Dạ. Ông xin trân trọng kính chào ba anh. Đi đi. Dạ. Nhiều chuyện ớn luôn á. Trời, hình ai đẹp dữ vậy? Thôi mén quá anh. Đẹp gái quá trời luôn anh. Có viết gì nè? Ơ, đập coi coi. Gì vậy? Bà. Em hiểu rồi. Gì vậy? Đây nè, hình này á mới là mỹ nhân nè. Còn cái mỹ voi này á là cách đây 5 năm trước chưa dậy thì. Ở đây mới là vợ sắp cưới của anh bây giờ nè, hiện tại nè. Trong thư ghi rõ ràng nè. Không phải không anh Thường? Ghi rõ ràng trong thư đàng hoàng. Đúng rồi, hai cái mặt người này là một á. Phải không? Trời ơi, không ngờ mỹ nhân lớn lên đẹp vậy hả? Đúng rồi. Ôi đẹp quá. Như hot girl vậy thấy không? Hay gì? Chắc em về quê cưới vợ quá mấy anh ơi. Dẹp dẹp dẹp. Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Đừng có nhìn vẻ bên ngoài bị lầm chết á. Thôi bây giờ anh cứ tập trung ở đây đi. Anh đi thi game show để đoạt giải quán quân. Anh mà quán quân á, anh mới có nhiều phụ nữ theo. Không. Bây giờ Sơn Tường không thi game show, không làm ca sĩ gì hết. Bây giờ Sơn Tường phải là một người chồng tốt, một người chồng gương mẫu. Mỹ Nhân ơi, anh về với em đi. Anh về với em đi Mỹ Nhân ơi. Rồi, thêm cha sợ vợ hả? Anh Tài. Hả? Cảm ơn anh. À, vụ gì? Trong thời gian tôi ở đây thì anh là một người bạn tốt nhất của tôi. Tôi biết anh cũng thương Linh Chi, nhưng anh đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ tôi với Linh Chi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nhận thấy ra mình không xứng đáng với Linh Chi. Chỉ có anh, vừa đẹp trai vừa có tài, anh mới là người xứng đáng với Linh Chi. Bây giờ tôi phải về quê cưới vợ. Chúc anh và Linh Chi nên vợ nên chồng. Tôi về. Cảm ơn người bạn tốt của tôi. Anh là một người quân tử. Không biết là nó nói thật lòng
hay là nó nói móc mình vậy ta? Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Sao?